Cách đây gần một tháng, vụ việc nạn nhân NVU sinh năm 2003, chú tại Nghĩa Hưng, Nam Định đi gặp bạn gái hẹn hò online, sau đó được gia đình phát hiện nổi trên sông Hồng và đăng tải lên mạng xã hội đã gây xôn xao dư luận. Vào thời điểm được đăng tải, vụ việc đã thu hút hàng chục nghìn lượt tương tác trên các hội nhóm mạng xã hội, chủ yếu là ở các hội nhóm hẹn hò online. Từ vụ việc nói trên, sau hơn 20 ngày điều tra, ngày 11 tháng 1, Công an thành phố Hà Nội đã thông tin chính thức kết quả điều tra ban đầu liên quan tới thi thể tử vong trên sông Hồng thuộc địa bàn phường Nhật Tân, quận Tây Hồ. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Tây Hồ Hà Nội cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 7 đối tượng gồm Hoàng Văn Hà, đối tượng cầm đầu, Ngô Thị Oanh, Hoàng Văn Kiên, Ngô Văn Huy, Bùi Thị Hồng, Ngô Văn Quyết và Ngô Văn Hiệp cùng trú tại huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng. Để điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trước đó vào đêm ngày 18 tháng 12 năm 2023, cơ quan công an đã tiếp nhận tin báo từ quần chúng nhân dân về việc phát hiện một thi thể nam giới giạt vào bãi giữa sông Hồng, thuộc phường Nhật Tân, quận Tây Hồ. Qua xác minh, nạn nhân là anh NVU, sinh năm 2003, trú tại nghĩa Hưng, Nam Định, nguyên nhân tử vong được xác định là do ngạt nước. Nạn nhân mất tích từ ngày 14 tháng 12, qua thông tin gia đình cung cấp Cơ quan công an nhận định có nhiều ẩn khúc trong cái chết của nạn nhân nên đã phối hợp với phòng cảnh sát hình sự công an thành phố Hà Nội điều tra quá trình hoạt động của nạn nhân trước khi được phát hiện tử vong. Căn cứ vào tài liệu điều tra, cơ quan công an xác định anh U bị nhóm đối tượng do Hoàng Văn Hà cầm đầu cùng 6 đối tượng khác cùng trú tại thành phố Hải Phòng lôi kéo tham gia đánh bạc. Các đối tượng này tụ tập lập nhóm cờ bạc bịp, bàn bạc thuê một căn nhà 2 tầng tại huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh làm nơi ở và hoạt động để thu hút con mồi, Oanh đã lập một tài khoản Facebook An Yêu và chủ động kết bạn, làm quen, hẹn hò yêu đương. Sau đó các đối tượng dụ dỗ nạn nhân đến nhà ở huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh và gian trận, lôi kéo anh U đánh bạc. Nạn nhân thua mất toàn bộ tiền mặt và cầm cố chiếc xe máy đang đi, tổng số tiền 80 triệu đồng. Tiếp đó, anh U được các đối tượng đưa cho 500.000 đồng để đi taxi về. Đến khu vực cầu Vĩnh Tuy thì anh U xuống xe đi bộ, Lúc đó khoảng 23 giờ 35 phút, ngày 14 tháng 12, không rõ đi đâu. Đến ngày 18 tháng 12, người dân phát hiện thi thể nạn nhân. Đối với diễn biến từ khi anh U xuống taxi, đến khi người dân phát hiện thi thể đang được cơ quan công an tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ. Diễn biến từ khi anh U xuống taxi, đến khi người dân phát hiện thi thể nạn nhân đang được cơ quan điều tra tiếp tục xác minh. Cơ quan công an cũng đề nghị ai biết, chứng kiến hoặc có thông tin liên quan thì báo ngay đến cơ quan cảnh sát điều tra công an quận Tây Hồ. Để phối hợp giải quyết. Qua đây, cơ quan công an cũng cảnh báo đến người dân cần cảnh giác với thủ đoạn lừa đảo thông qua cách thức dàn trận chơi cờ bạc bịp của tội phạm. Công an quận Tây Hồ cũng sẽ tăng cường quân số, thực hiện kế hoạch mở cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự để người dân đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 an lành. Qua vụ việc trên, công an thành phố Hà Nội cũng đề nghị người dân cảnh giác với thủ đoạn lừa đảo của nhóm tội phạm trên, đặc biệt liên quan đến hẹn hò online. Thời gian gần đây, với sự phát triển của mạng xã hội thì ngày càng xuất hiện nhiều các hình thức lừa đảo chiếm đoạt tài sản diễn ra vô cùng tinh vi với quy mô lớn. Thêm một hình thức lừa đảo mới đây, trên mạng xã hội đã xuất hiện dịch vụ hẹn hò online khiến nhiều người sập bẫy, tiền mất, tật mang. Ngày 1 tháng 8 năm 2023 vừa qua, Công an thành phố Hà Nội đã thông tin về vụ việc. Trong vòng 8 ngày, một thanh niên đã 10 lần chuyển tiền đến ứng dụng hẹn hò online và bị chiếm đoạt tổng cộng 1,4 tỷ đồng. Cụ thể, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an thành phố Hà Nội nhận được đơn trình báo của một nam thanh niên bị lừa đảo khi tham gia ứng dụng hẹn hò online. Nạn nhân cho biết đã cài đặt ứng dụng honxxx trên đường dẫn truy cập tại địa chỉ trang web https://xxx.hoi.org để làm quen với các bạn khác giới. Sau khi đăng ký, nạn nhân được yêu cầu nạp tiền để cấp thẻ thành viên với hứa hẹn sẽ được hoàn trả tiền đã nạp. Để tạo lòng tin, lúc đầu các đối tượng hoàn tiền đúng như hứa hẹn. Đến bước cuối cùng, nhân viên quản lý ứng dụng lấy lý do lỗi nên không hoàn trả và tiếp tục hướng dẫn nạp tiền vào để nhận lại tiền đã nạp. Chỉ trong vòng 8 ngày, nạn nhân đã thực hiện 10 lần chuyển tiền và bị chiếm đoạt tổng cộng 1,4 tỷ đồng. Một vụ việc khác, Công an thành phố Hà Nội đã tiếp nhận đơn trình báo của anh T, sinh năm 1973, về việc bị lừa hơn 600 triệu đồng cũng tìm đến ứng dụng hẹn hò, mong tìm được ý trung nhân. Ông Hát, ngụ tỉnh Đắk Lắc, được hướng dẫn truy cập vào đường linh lạ và được người xưng là nhân viên chăm sóc khách hàng yêu cầu chuyển tiền vào tài khoản để được giới thiệu bạn gái. Nhân viên này cam kết ông Hát sẽ nhận được lãi từ công ty dựa vào số tiền đầu tư. Tin lời, ông Hát nhiều lần chuyển tổng cộng 1 tỷ đồng và bị chiếm đoạt. Vào cuộc điều tra, cơ quan công an phát hiện phía sau hành vi lừa đảo này là cả một đường dây được tổ chức hết sức tinh vi. Các thành viên trong nhóm lừa đảo có nhiệm vụ dụ dỗ, tư vấn cho người chơi nạp thêm tiền để thăng hạng VIP. Từ tháng 12 năm 2022 đến khi bị phát hiện và tháng 10 năm 2023, nhóm này lừa đảo hơn 300 người, chiếm đoạt hơn 200 tỷ đồng. Thoạt nhìn, chiêu lừa đảo này không khó để nhận ra, nhất là với những người đã có kiến thức về đầu tư. Tuy nhiên, Mỗi đối tượng sẽ có những mánh khóe riêng để lấy lòng tin khác nhau, thủ đoạn cực kỳ tinh vi, rất dễ mắc lừa nếu chúng ta không tỉnh táo. Ngoài ra, người sử dụng mạng xã hội còn có nguy cơ bị các đối tượng thu thập thông tin cá nhân để làm giả các loại giấy tờ, đăng ký các loại hình dịch vụ, giao bán dữ liệu cá nhân trên không gian mạng. Trên thực tế, hình thức lừa đảo thông qua các ứng dụng hẹn hò không hề mới, nhưng số lượng các trường hợp lừa đảo có dấu hiệu tăng trong thời gian vừa qua khi xu hướng tìm kiếm bạn bè trên mạng Ngày càng được nhiều người quan tâm, các ứng dụng hẹn hò từ đó trở thành mảnh đất tiềm năng của tội phạm trên không gian mạng. Bên cạnh đó, các đối tượng còn có thể dẫn dụ nạn nhân tham gia các cuộc gọi video call để thu thập hình ảnh nhạy cảm của nạn nhân. Sau đó chúng gây áp lực, công bố các nội dung đó công khai lên mạng xã hội, gửi cho người thân, bạn bè nạn nhân rồi ép buộc nạn nhân chuyển tiền nhiều lần để chiếm đoạt. Theo đơn trình báo, anh T được mời tham gia nhóm tình một đêm sau khi cung cấp khu vực sinh sống, anh T được đối tượng gửi danh sách các em, bảng giá của câu lạc bộ và yêu cầu mở thẻ hẹn hò để em đến phục vụ. Sau khi đăng ký tài khoản xong, anh T được yêu cầu xác thực để hoàn thành nhiệm vụ, nhận hoa hồng bằng cách truy cập vào đường link và nộp tiền theo hướng dẫn của hệ thống. Hệ thống dẫn dắt anh thực hiện các nhiệm vụ để nhận hoa hồng. Khi thực hiện nhiệm vụ và nạp số tiền lớn vào hệ thống thì hệ thống thông báo sai dữ liệu, tài khoản bị khóa. Thành viên phải nộp thêm tiền để phục hồi dữ liệu, mở khóa tài khoản. Nếu nộp thêm tiền thì mới được cấp thẻ thành viên hẹn hò, chỉ trong vòng 2 ngày, anh Tê đã chuyển hơn 600 triệu đồng vào tài khoản của các đối tượng. Phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, công an thành phố Hà Nội cảnh báo, hiện nay các ứng dụng hẹn hò online đang phổ biến và thu hút nhiều người tham gia. Đây là cơ hội để các đối tượng xấu lợi dụng tình cảm, lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người khác. Do đó người dân cần đề cao cảnh giác khi tham gia các ứng dụng hẹn hò online, tránh bị kẻ xấu lợi dụng, lừa đảo, đồng thời tuyên truyền với người thân, bạn bè về thủ đoạn của loại tội phạm này. Khi gặp các trường hợp như trên, người dân phải báo ngay cơ quan công an gần nhất để có biện pháp xử lý theo quy định của pháp luật. Dưới góc độ pháp lý, luật sư cho biết, việc các đối tượng dùng những hành vi, thủ đoạn gian dối nhằm chiếm đoạt tài sản của người khác hoặc dùng thủ đoạn tạo ra hoàn cảnh để buộc người khác đưa tiền, tài sản là có dấu hiệu của vi phạm. Theo đó, tùy từng trường hợp cụ thể sẽ phải xét trên bản chất, mức độ và hậu quả của hành vi như thế nào, người vi phạm có thể bị xử phạt vi phạm hành chính theo Điều 15, Nghị định 144-2021-NDCP, bị phạt tiền từ 2 đến 5 triệu đồng, đối với tổ chức thì phạt tiền gấp đôi. Thậm chí nếu đủ yếu tố cấu thành tội phạm, người vi phạm có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo quy định tại Điều 174 Bộ Luật Hình sự với mức hình phạt từ cải tạo không giam giữ đến mức phạt cao nhất là trung thân. Luật sư nêu quan điểm, mỗi người dân cần đề cao cảnh giác, tuyệt đối không chuyển tiền cho bất kỳ đối tượng nào khi chưa có thông tin cụ thể. Nếu được thông báo về việc phải nộp tiền vì bất kỳ lý do gì, cần phải xác minh rõ thông tin, tránh để tâm lý không bình tĩnh, dễ sập bẫy kẻ gian. Nếu gặp phải một trong các trường hợp nghi ngờ có dấu hiệu của tội phạm, người dân cần trình báo ngay đến cơ quan công an nơi gần nhất để được hỗ trợ điều tra và giúp đỡ.